Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục cái lỗi 0011B khi kết nối máy in sang mạng LAN. Cái này thì trên mạng có rất nhiều cách hướng dẫn, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn làm đơn giản theo 3 bước. Bước 1 là các bạn copy đường dẫn đến máy chủ. Các bạn kết nối với máy chủ này. Rồi, sau đó các bạn kết nối đến copy cái đường dẫn này cho mình. Bước thứ hai, các bạn mở control panel. Trong mục view by, các bạn chọn cho mình cái chế độ hiển thị là small icon. Sau đó các bạn vào credential manager, các bạn vào tiếp credential window. Trong mục này các bạn vào mục add a window credential, các bạn paste cho mình cái đường dẫn máy chủ. Ở phía dưới này các bạn đánh cho mình chữ root, tài khoản root. Ok, đấy là xong bước thứ hai. Bước thứ ba, các bạn mở service. Cách mở service thì có nhiều cách, các bạn có thể gõ trực tiếp vào menu này service.msc, hoặc các bạn có thể vào run service.msc. Các bạn tìm đến mục spring spawner, các bạn kích chuột phải và chọn reset. Chúc các bạn thành công.